Vô. Thì như mọi người có thể thấy ngay đây ha mọi người, chúng ta có Nahida của tôi, nhé. Thì nếu mà mọi người không biết thì đây là một trong những con Nahida có thể gọi là khá là mạnh ở trong game này, với hạng 500 mấy trên Akasa đấy, 500 mấy trên khá là nhiều người. Và Nahida cũng sắp re-run rồi, cho nên là hôm nay chúng ta sẽ đánh tiếp ở cái bí cảnh của Nahida nhé, để mà xem coi được là liệu thêm 2.000 nhựa thì Nahida có sẽ có thêm được cái đồ nâng cấp hay không. Đấy thì mọi người có thể thấy đồ của mình nó cũng khá là khỏe rồi, nó cũng khá là khỏe, nó khá là mắc pin rồi, được tạo riêng cho Nahida rồi. Nhưng mà liệu thêm 2.000 thêm cho cái đống mà mình đã tiêu ở trong cái video trước thì nó có gì nâng cấp hay không nhá. Ok, let's go, let's go, let's go. Ok, cái này lần đầu tiên mình không mong chờ nó có một cái ly hảo đến một clip tiền lắm ha. Cái này chắc chắn là này cho một cái kiểu build Nahida khác nhưng mà giữ lại cũng được. Ok, nâng thử, nâng thử nè. Cái HP bỏ. Ok, mày vô cái gì? Nó lệch một lần rồi ha, cho nên là chắc là bỏ đi, chứ là nó khá là low roll nữa. Thôi bỏ. Ok, cái này cho Tighnari được ha, cho nên là yeah, ok. Vô HP này thì bỏ ha. Rồi hẹn chúng ta có cái nữa hồng nữ, rất buồn hồng nữ này, bỏ ngay lập tức. Cái cuối cùng tấn công mà không đủ tốt, mình có cái ngon hơn rồi. Ok, nhưng vấn đề hiện tại chúng ta đang chưa có cái đồng hồ tinh thông này cho Tighnari ấy, cho nên là nếu mà được thì mình sẽ tại vì ta mình vẫn sẽ sử dụng cái này cho dù nó vô tệ luôn đi ha. Phải sử dụng á, tại vì đang không có đồ á. Nó thật ra nó cũng không tệ tới mức đó ha. Nếu mà lần tiếp theo nó vô được thêm một lần tỷ lệ bạo nữa thì nó sẽ xài được ha, Ok, được. Ok, đúng như dự đoán, không quay dự đoán mà đúng như nhu cầu ha. Nhưng mà thôi kệ đi. Giờ đang thiếu đồ mà chúng ta phải cầm đỡ rồi, chứ cái này nó cũng ai đùi quá. Tức là cái này nó gần bằng rồi đấy, cho nên là yeah, đổi qua cái này, sau đó cái này cái ly, trong cái ly thảo, sát thương nguyên tố thảo. Đây, đó, xài đỡ cái này. Yeah. Tức ta đi đang 46 này, xong 46 à, từ vậy hơi. Cái này sát thương bạo đúng không? Chỉ tỷ lệ bạo, có cái gì tỷ lệ bạo không? Trừ cái ao ai thầm. Vậy giờ chúng ta hơi thiếu tỷ lệ bạo á, cho nên là đổi thử với cái của 52 232 có vẻ như ổn hơn rồi ha. Nhưng mà tới lúc này thì con Kiris lại đỡ ổn hơn. Nhưng mà nhìn vậy thì lại cũng khá là ngon nha, không tới nổi. Thì cái set này cộng thêm 40% tỷ lệ rồi, cho nên giờ đang 90, nó cũng không tệ lắm ha. Ok, cũng hợp lý, Ok, có vẻ giữ được hay giữ được. Từ ngày mọi người đặt tên tôi là Hạo phòng ngự, xong cái phòng ngự nào nó cũng đã bụt rít hết. Ít cứu thiệt. Ok, cái này thử được nha, thử được. Ok, hợp lý. Mình đang cần một cái sát thương bạo, bởi vì mình đang bị dư tỷ lệ bạo hả? Ok, nếu cái này nó mạnh thì sẽ khá là hợp lý cho Nahida mình hiện tại này. Cái như dự tính, không có gì ngoài nằm ngoài cái dự tính hết. Quen quá rồi. Ok, cái này nó cũng phòng ngự phần trăm này. Đây chuẩn bị nha, phòng ngự phần trăm này. Thấy không? Lâu lâu mình cũng tự phục mày luôn á, mà từ từ để coi nó all in tinh thông không. Lần nữa hụt vậy thôi nhá, lần nữa hụt vậy thì bỏ luôn này. Ồ, nó mắc roll tinh thông này. Lần nữa không? Đang than nốt. Nếu mà nó vô một lần nữa thì chúng ta sẽ giữ, còn nếu mà nó không vô lần nữa thì ok, ok vô rồi. Ok thì chúng ta có thể xem thử coi thay đổi đồ ha. Nhưng mà trước khi thay đổi đồ chúng ta phải thử cái này như thế nào. Ừ, thử cái quỷ quái này coi như thế nào đó ha. Xilonen. Má mình bấm đây nó vô đây thì Xilonen của mình hơi bị mạnh luôn. Chưa đeo đồ đâu nhưng mà có sẵn đồ cho Xilonen này. Cái hai cái ông ngữ onset này, ba cái siêu cái này phòng ngự, siêu phòng ngự luôn này đó, bốn cái. Rồi chúng ta cũng có phòng ngự phần trăm nè, một cái này đó, hai cái này đó, ba cái này đó, hai cái này nó còn y chang nhau nữa chứ, gần như chang nhau nữa chứ mới chịu chứ. Ok đó, có full set cho Xilonen rồi, chỉ đợi đợi ra mắt thôi. Đấy. Rồi để thử đổi đồ cho con Nahida coi nó có lên hạng hay không á. Cái giờ cái này 4 offset này, cái này khá là ngon ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta đổi thành cái sát thương bạo này, tại vì chúng ta đang cần khá là nhiều sát thương bạo, với lại nếu vẫn phải giữ cái dạng tinh thông như vậy. Tại vì chúng ta đang chúng ta có một cái 40 CV tinh thông ở đây. Cái CV tinh thông mà ao item đang cầm ha. Rồi đó, nếu mà đổi vậy thì 43, 177, 114 nạp và 753 tinh thông, nó bị giảm tinh thông ấy. Giảm hai máy tinh thông ấy. Cái để chúng ta thử coi, để mấy phút để chúng ta coi con Nahida nó có tăng hạng hay không ha. 5 minutes later. Do nó không có tỷ lệ bạo và tinh thông nó cũng thấp hơn cái nón hiện tại và chúng ta đang sử dụng ha, cho nên là thực ra là nó bị giảm hạng. Với lại nó không có tấn công phần trăm, cái tấn công phần trăm nó cũng không có nữa, cho nên là giảm hạng. Bây giờ chúng ta phải đổi lại như cũ thôi, đổi lại như cũ ha. Thời tiết. Nhưng mà hôm nay mới ngày thứ 3 thôi, liệu 7 ngày còn lại chúng ta có kiếm được đồ ngon hay không thì để coi ha. Nhưng mà chắc chắn là Xilonen có đồ đấy. Rồi, đem Tighnari với Nahida đi xong mới cho 3 độ Tighnari luôn chạy. Cái này tôi không muốn nâng, hai dòng phụ lại tệ quá. Ok. Trời, chắc hôm nay là đồ Tighnari thiệt á trời. Tôi đem Tighnari đi mà. Để xong này toàn đồ Tighnari không vậy trời. Ê, cho đồ Nahida đi chứ. 4 lần rồi toàn đồ Tighnari không vậy. Lòng chưa, cho nên chúng ta lên 4 trước. Đấy, thì quả nạp thì nó không đủ tốt ha. Ok. Rồi. Rồi, mày vô cái gì? Mày vô luôn đi. Nó vô một lần phòng ngự rồi, nhưng mà vấn đề nó vẫn đang thì cũng mạnh á, từ từ nó là cái 30 CV thứ 3 rồi, chúng ta phải giữ á. Đấy, cũng được, chỉ được thử cái này do hai dòng phụ tệ quá ha. Thôi. Giữ được này cho Tighnari nhé. Hay. Lần cuối cùng. Không được. Ok, là cuối cùng không có gì hết ha. Ok. Chịu. Ok, vô tỷ lệ, vô sát thương bạo không? Không, vô phòng ngự. Ok, nhưng mà chúng ta nâng được tiếp, nếu mà nó vô 2 lần, 3 lần thì nó sẽ tốt hơn cái Tighnari hiện tại. Một lần này mà nó low roll, nó min luôn á chứ. Một lần lệch này, lần 16 mà lệch thì thôi luôn nhé. Ừ rồi thôi. Bỏ. Không, có sát thương bạo không? Sát thương bạo. Với HP, chịu. Ok, để coi ngày mai như thế nào. này giữ nhưng mà cho các nhân vật tương lai, cho nên mình sẽ không nâng. Kiểu như là mai mốt có nhân vật support ở tương lai sử dụng tính thông nguyên tố và hệ thảo thì mình sẽ sử dụng cho nó ha. Ok, vì cái này ba dòng khá là tốt. Và cuối cùng chúng ta có hai cái ly, một cái ly HP, một cái ly tấn công mà nó 3978 là sao ấy. Không có cần Chaska lên. Nó vô tinh thông nguyên tố nó cũng được cái dòng tốt ha. Phải thiệt chứ. Ok là đó, mà nó vô thêm lần nữa là nó 30 CV ấy, nhưng mà rất tiếc là chúng ta có nhiều đồ 40 CV dòng chiếc tấn công rồi nên tôi sẽ không giữ ha. Ok. Hai cái ly này. Các thương nguyên tố phong này giữ ha. Mà cái này thì không. Thì có thể mọi người sẽ thắc mắc là tại sao tôi giữ một cái ly phong tệ như thế này ha. Đó là bởi vì tôi không có cái ly phong là trên 25 CV hết, và có thể cái ly phong này có khả năng nó all in và nó vô 35 CV cái thứ gì đó, 40 CV, cho nên là cứ phải thử đi. Coi như tôi chưa nói gì. Ôi nó mạnh đấy, nhưng mà cái này cho Tighnari mà, cho Tighnari hay ao ai thòng mà, chứ đâu phải là cho Nahida đâu. Nahida tôi không có C2 nên không có dùng cái set này được. Kỳ vậy. Cái này cũng giữ được luôn ấy chứ. Rồi value ngon nha. Giữ thử rồi có một cái gì đó 100 tinh thông không? Để tinh thông vòng 9 rồi đó, nó không cho cái gì crit vòng phụ rồi kìa, trời thiệt đó hả? Thế còn cái này thì nó không có tỷ lệ bạo luôn, nhưng mà thử đi, nó mà vô all in tinh thông thì chúng ta có thể xài được ha. Quá nạp rồi bỏ này. Kiểu quá nạp thì bỏ. Rồi, cái này trước đi. Làm lần này dục luôn. Rồi đó là từ nó 61 tinh thông rồi mọi người. Phải. Từ 100 tinh thông được không? Lần nữa. Để nó vô kìa, từ khoan đã. Đây. What is this? Khoan đã. Khoan từ đã, để tôi nấu. Đừng tinh thông nữa, một lần nữa, vô tinh thông. It's the biggest piece of dog shit. Trời ơi, cái thợ săn này nó còn thấp hơn cái hiện tại nữa. Nó vô lần nữa thì chúng ta giữ được ha. Không, nó không vô nữa rồi. Okay. Chịu. Rồi, giờ tới cái này có lên cộng 4 mà nói được gì không? Sát thương bạo tỷ lệ bạo. Ok, như tôi dự tính nè. Phong ngữ đây vô nó vô mỗi thứ 2 lần mà nó không vô cái dòng mình cần với cái này luôn á chứ. Bỏ cái này đang cần tinh thông thì vô crit, còn đấy đang cần crit thì vô tinh thông. 10 điểm ai. Cuối cùng ngày hôm nay liệu có gì không? Từ từ cũng được nha, từ khoan đã. Thêm lần sát thương bạo nữa là được nha, từ roll value đang tốt đấy. Nice. Khoan, ê, nó max roll kìa, cái này không ngờ nha. 30,4 cộng 7 là bằng 37 CV ấy. Cái Tighnari đang thiếu tỷ lệ á. 64 còn đang thuê ít ha. Vấn đề là tôi phải đổi thành cái này cho ao ai thầm cầm, thì ao ai thầm nó cũng đang có đúng một cái mũ tỷ lệ thôi á. Thì ao ai thầm 70 là hợp lý rồi nè. Ao ai thầm 80 là hợp lý rồi, nhưng mà nếu mà vậy thì nó bị thiếu tỷ lệ á. Cho Tighnari thì mọi người có thể nhìn ha. Tighnari giờ còn 45 mà. Nhưng mà nếu chúng ta xài cái lông hiện tại vừa mới roll ra cho Tighnari thì nó lại hoàn toàn hợp lý ha. Đó. Tăng một đống tỷ lệ luôn, thành 54 luôn. Lý hợp lý. Đổi cái này cho nó thêm đến tỷ lệ đi. Rồi. 57 225 cũng được, hợp lý rồi đó. Còn ao hải thầm thì là 81 200. Ao hải thầm của mình thì mạnh đương nhiên rồi. Nhưng mà Tighnari vậy cũng gọi là nâng cấp, gọi là nâng cấp rồi ha. Ồ, giờ mấy cái đồ này Nahida này. Ê, cái này giữ được nha, cái này giữ được nha, hợp lý. Cái này chắc không, nó bay vòng như này nó cũng không được double crit nữa, cho nên chắc thôi ha. Ok. Ok thì cái đồ nó tốt ấy, nhưng mà không cho Nahida ha. Chúng ta giữ cái này nhưng mà sẽ không nâng nhé. Không luôn. À, ok, ngày mai là ngày cuối rồi. À, và chúng ta chưa có gì hết. Không mấy vậy nếu mà không vậy, không mấy để làm cái video đó đỡ chán, chúng ta trap một lần trap đi. Dù sao cái set của Nahida cũng có trap rồi ha. Trap một lần coi như thế nào. Ngày mai cũng ngày cuối. Trap một lần. Let's go. Phần trap này. Ok. Thì liệu nó có ra đồ hay không? Rất nhiều lông, rất nhiều hoa này. Không có gì này. Ok. Cái này thật ra coi giữ tạm được, có vài cái này giữ tạm được ha. Như hai cái này. Đi thì mình không có mong chờ gì lắm, nhưng mà có tới tận 5 cái đồng hồ. Giờ cho một cái thôi. B này. Tinh thông nhưng mà không crit này. Tấn công này. Rồi, xong. Không gì luôn. Không có gì hết. B này, bỏ. Rồi, cái cuối cùng rồi, sau đó ngày mai sẽ là ngày cuối cùng luôn. Cái cuối cùng của ngày hôm nay đó, không đủ tốt ha. Rồi xong. Ok, tới ngày mai nào để coi liệu ngày cuối cùng sẽ có gì không nhé. Đúng xét là mẹ chó đồ gì đó nâng được cái trời. À, sẽ thường nguyên tới nhằm phòng ngự nữa. Hay Ê, lần cuối cùng nào. Ok, hoa này, lần cuối cùng rồi này. Còn cái nâng được đi. Phải thử đi. Thử đi. Lỡ có đồ ngon hơn sao? Hơi tuyệt vọng mà, nhưng mà thôi. Cứ thử. Ok, thì một cái bỏ này. Cái còn lại mà chúng ta kết thúc video luôn. Nào. Có tỷ lệ bạo rồi, có hy vọng. Không phải là low roll nữa. Ok, nó vô này. Ok, cũng được 6.2 cũng hợp lý. Đấy, tấn công thực ra nó cũng không tệ ha. Cái cuối thì low roll. Ok, nhưng mà do chúng ta không có hoa. Chúng ta đang không có hoa nào hết. Rất một crit cho nên là chắc là giữ cũng không tới nội tệ ha. Ok. Thì tóm lại là trong cái video lần này chúng ta không được một cái gì hết cho Nahida, nhưng mà Tighnari của tôi hoàn chỉnh set cái set 4 á. Chỉ số 757 225 với lại một cái lông khá là khỏe, với lại một cái đồng hồ tạm xài được á. Dạ hiểu luôn. Ok. Rồi. Đó là tóm tắt là vậy thôi. Cảm ơn mọi người vì đã coi cái video lần này ha. Nếu mà mọi người thích những cái content và tôi đau khổ như thế này thì mọi người hãy cho tôi một like, một subscribe và ấn vào nút chuông để mà ủng hộ mình làm thêm những cái video như thế này. Và hãy ủng hộ Vivo Game ở dưới phần mô tả của video nhé. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.